Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Zui vào bếp. Hôm nay mình sẽ làm vỏ bánh hoành thánh nha. Cái vỏ bánh hoành thánh thì thường là chắc là các bạn sẽ mua cho nó tiện ha. Nhưng mà nếu mà mình xiên mình làm á thì nó sẽ tươi ngon hơn nhiều. Và mình cũng có thể tạo hình tùy theo sở thích của mình nữa. Cách làm mà rất là đơn giản, không có gì phức tạp hết cả các bạn. Mình có bột mì nè, trứng gà với nước, một chút xíu muối, vậy thôi. Thành phần cũng rất là dễ tìm và các bạn cùng vào bếp với mình nha. Mình làm cũng không có mất nhiều thời gian nữa, mình chỉ mất có thời gian để ủ thôi. Nhưng mà mình làm xong thì mình có thể bảo quản trong tủ lạnh đó, được khoảng 1-2 tuần. Ở đây mình dùng trứng gà ta, nó nhỏ hơn trứng gà công nghiệp, cho nên là mình dùng khoảng 200g bột và 70ml nước, khoảng 70ml nước. Nếu mà các bạn làm trứng to thì trứng gà công nghiệp á, mà trứng to thì mình dùng khoảng 250 bột và khoảng 8-90ml nước. Đây mình cho một ít nước vào đây, mình chừa lại một ít nha các bạn, để một hồi mình cho từ từ á, bột nó khỏi bị nhão. Cho vào đây chút xíu muối nè, nguyên liệu rất là đơn giản không các bạn, chỉ có bột mì với trứng thôi, nước. Mình sẽ đánh trứng cho nó tan hết nha. Đây, trước tiên là mình sẽ cho bột ra tô. Đây là mình dùng 200g bột đây. Mình tạo một cái lỗ ở giữa. Rồi cho trứng vào. Mình trộn như thế này nó rất là nhanh đều. Rồi mình sẽ vừa nhào và cho thêm nước từ từ vào nha các bạn. Đây là mình dùng hết 70ml nước rồi nè các bạn. Tùy vào cái bột mà mình sử dụng nữa, nên mình cái lượng nước có thể xe xích nha. Bột nó mịn màng và nó không có bị dính tay, vừa dẻo là được rồi. Mình sẽ nhồi bột khoảng 15 phút. Cho bột nó được mịn. Rồi sau đó mình sẽ ủ 1 tiếng nha các bạn. Các bạn xem rồi, bây giờ mình sẽ bọc lại. Rồi ủ nó 1 tiếng nha. Mình ủ bột được 1 tiếng thì mình sẽ cán bột ra và tạo hình. Mình sẽ dùng một ít bột năng để làm bột áo. Mình sẽ chia nhỏ bột ra để mình phần nào làm thì mình làm, còn chưa làm thì mình sẽ bọc lại để cho bột nó khỏi bị khô nha. Bột nó rất là mịn, sau khi mình ủ xong bột rất là mịn. Mình sẽ cán bột cho nó mỏng ra. rồi các bạn sẽ cắt. Nếu mà mình có người ta làm nhiều thì người ta sẽ có cái máy cán bột, các bạn có thể cán rồi cho nó nghỉ vài phút. Mình làm vỏ ở nhà thì mình có thể tạo hình tròn hoặc là hình vuông, tùy theo sở thích. Cũng khá là cán lại một lần nữa. Các bạn thấy bột nó co lại không? Quả này thì mình dùng mà mình luộc ăn với nước dùng là chiên đều rất là ngon. Mình cũng có làm cái video làm hoành thánh rồi, hoành thánh nước á, các bạn có quan tâm thì mình xem thử nha. Nhưng mà hôm đó mình làm bằng bột mua, mà mình làm bằng vỏ bánh mua. Rồi tạo hình thì nếu mà hình vuông thì các bạn có thể cắt, còn hình vuông thì mình hình vuông thì mình cắt nha. Còn như hình tròn nè thì mình dùng cái chén hoặc là cái ly kích thước nó vừa thì mình ép nó xuống, trắng nó giờ là nó đứt rồi. Thường nó cũng có mấy cái khuôn nhôm mà mình tròn đó các bạn, thì cái khuôn đó nó bén hơn là cái chén. Cái phần bột thừa, bột rìa của cái mình cắt ra các bạn, mình vẫn có thể cán lại nha, bạn cứ yên tâm. Nhưng mà mình cán lại ít thôi, tại vì lần sau nó có dính cái bột áo rồi á, cho nên là cái bột nó sẽ khô hơn. Nó cứng hơn, mình cán nó hơi nặng tay hơn bột ban đầu, nhưng mà vẫn dùng được. Cán rất là mỏng luôn. Nếu mà mình làm dạng hình vuông thì rất là dễ. Đây. Với 200 g bột thì mình làm được khoảng 30 lá. 30 lá là cỡ thường mình ăn đó các bạn. Đây thì mình nghĩ nếu như mà 2 người ăn thì mình dùng khoảng 250. Còn 4 người ăn thì mình dùng nửa ký là được rồi. Nếu mà mình chưa dùng liền thì Mình sẽ cho vào tủ lạnh. Bột này nó cũng ít bị dính. Mình làm nhiều quá thì mình làm xong rồi mình bọc lại nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp của tụi mình.